Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò là nền tảng thiết yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Tuy nhiên, cho tới nay thì quy mô và năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế. Để ngành công nghiệp hỗ trợ đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, cần tập trung triển khai nhiều giải pháp theo hướng sát thực tế. Sau hơn 20 năm liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 15% một năm, dệt may đã vươn lên thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Tuy vậy, theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, mặc dù tăng trưởng của ngành luôn ở ngưỡng hai con số, song ngành dệt may Việt Nam phát triển khó bền vững do phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Nguyên nhân là công nghiệp hỗ trợ cho dệt may phát triển không đồng đều, trong khi các phân khúc kéo sợi và may phát triển nhanh chóng thì phân khúc sản xuất vải, bao gồm dệt, nhuộm, hoàn tất lại chậm phát triển đã khiến ngành dệt may khó thoát khỏi phương thức gia công tại phân khúc may. Còn theo Hiệp hội May Theo Đan Thành phố Hồ Chí Minh, ngành dệt may Việt Nam chưa có sự kết nối chặt chẽ, chia sẻ lợi ích với các ngành công nghiệp khác như cơ khí, tự động hóa, môi trường trong phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên phụ liệu dệt may. Để phát triển ngành dệt may và dần tăng tỷ lệ nội địa hóa, thì việc phát triển các khu công nghiệp chuyên về lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dệt may là hết sức cần thiết. Để đảm bảo cho cái sự phát triển một cách bền vững là phải có đảm bảo cái công nghiệp hỗ trợ. Mà cụ thể mà tập trung nhất là sợi dệt nhuộm để có cái nguyên liệu đầu vào để có thể xuất khẩu chủ động trong cái phát triển của mình. Các cái doanh nghiệp dệt may muốn rằng nhà nước có cái chủ trương cụ thể, thí dụ có những cái khu công nghiệp lớn để dành riêng cho cái phát triển công nghiệp hỗ trợ của dệt may chẳng hạn, thì đó là cái điều mà ngành dệt may cũng như các doanh nghiệp dệt may rất là mong muốn để có thể phát triển cái xuất khẩu của mình một cách có hiệu quả thực sự. Đánh giá từ Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cũng cho thấy hiện quy mô và số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế, chủ yếu sản xuất những linh kiện chi tiết với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu sản phẩm, nguồn chất lượng công nghiệp hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện nay chỉ có khoảng 1.800 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện, trong đó mới có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị các tập đoàn đa quốc gia và hơn 1.500 doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu cho ngành dệt may và da giày. Tổng số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chỉ chiếm 4,5% tổng số doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Đến nay, các doanh nghiệp nội địa mới cung cấp được khoảng 10% nhu cầu trong nước về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Do vậy, để phát triển công nghiệp hỗ trợ vẫn cần vai trò hỗ trợ của nhà nước. Cái ngành dệt may chúng ta phải làm cái xây dựng chiến lược phát triển 20 năm. Trong cái cung ứng thì gồm có nguyên liệu trồng bông và nguyên vật liệu. Trong công đoạn may, chúng ta cũng có chiến lược để phát triển cái ngành dệt may. Nhà nước nên tách thành các cái ngành ra và nghiên cứu hỗ trợ cho từng ngành. Ví dụ như là cái ngành như chúng tôi vừa nói, công đoạn dệt chúng ta còn rất nhiều các công đoạn cần hỗ trợ và phụ trợ. Công đoạn thứ hai là cái công đoạn mà may, trong đó nó có phải giá trị nào quát thì cần hỗ trợ. Công đoạn ba là cái công đoạn của chúng ta nghiên cứu để ứng dụng công nghệ cao đó để vào làm thiết kế. Thực hiện mục tiêu phát triển các chương trình công nghiệp hỗ trợ trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và triển khai nhiệm vụ phát triển công nghiệp theo quyết định số 68 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp trực thuộc Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã và đang từng bước triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ hướng đến các doanh nghiệp. Chúng tôi đã tiến hành triển khai cái chương trình 68 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cái chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thì theo đó thì trung tâm đã triển khai, thứ nhất là chúng tôi đã triển khai đào tạo hệ thống tư vấn viên về cải tiến năng lực sản xuất cho các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Cái việc thứ hai là chúng tôi cũng tiến hành tư vấn và cải tiến trực tiếp tại hiện trường của các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thứ ba là chúng tôi cũng tiến hành là đào tạo cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ về các cái thay đổi các cái tiêu chuẩn quy chuẩn của sản xuất để phù hợp với lại cái chuỗi toàn cầu. Thứ tư là chúng tôi cũng tiến hành trên cơ sở các cái cải tiến doanh nghiệp rồi đào tạo cho doanh nghiệp các cái nguồn nhân lực đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu, thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái chương trình về tư vấn kết nối, rồi là giữa cái kết nối giữa doanh nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đối với các cái tập đoàn đa quốc gia. Hiện nay, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều hiệp định thương mại tự do đa phương thế hệ mới như EVFTA, CPTPP được ký kết và đi vào thực thi. Do vậy, sản phẩm của Việt Nam có rất nhiều cơ hội hiện diện ở các thị trường lớn, nhưng cùng với đó, áp lực cạnh tranh cũng rất lớn. Nếu như không có chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ bài bản, trong thực tiễn, công nghiệp quốc gia không thể phát triển được nếu không có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Bởi đây là yếu tố quyết định giá thành sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Do đó, các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ đang được Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tích cực triển khai sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ và chất lượng phát triển để công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.